Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi trang truyền hình cơ sở của Trung tâm Văn hóa Truyền thanh Truyền hình thành phố Điện Biên Phủ. Thưa quý vị và các bạn, xác định công tác nội chính và phòng chống tham nhũng lãng phí là một trong những nhiệm vụ trọng tâm xuyên suốt trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị. Thành ủy, Ủy ban nhân dân thành phố Điện Biên Phủ đã ban hành nhiều văn bản lãnh đạo, chỉ đạo các đơn vị triển khai thực hiện hiệu quả. Phóng sự sau phản ánh nội dung này, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Trong những năm qua, công tác nội chính, phòng chống tham nhũng lãng phí đã được các cấp ủy Đảng, chính quyền, các cơ quan đơn vị trên địa bàn thành phố Điện Biên Phủ tập trung lãnh đạo chỉ đạo, tổ chức thực hiện hiệu quả, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phục vụ phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Để tiếp tục đẩy mạnh thực hiện nội dung này, thực hiện nghị quyết số 08 ngày 15 tháng 7 năm 2021 của tỉnh ủy, cụ thể hóa nghị quyết đại hội Đảng các cấp ngày 12 tháng 8 năm 2021, Ban Thường vụ Thành ủy Điện Biên Phủ đã ban hành kế hoạch số 26 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác nội chính và phòng chống tham nhũng lãng phí giai đoạn 2021-2025. Trong thời gian qua thì Thành ủy đã tập trung đẩy mạnh công tác lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực trên địa bàn thành phố, đặc biệt từ sau Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ 7 và bước đầu đã đạt được những kết quả đáng tích cực. Qua đó thì xây dựng Đảng bộ thành phố từ thành phố đến cơ sở thì ngày càng vững mạnh, tạo điều kiện để chính quyền các cấp ngày càng trong sạch, thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo chính trị quốc phòng an ninh trên địa bàn. Thì cụ thể sau Đại hội Đảng bộ thành phố thì thành phố đã kịp thời nghiên cứu tổ chức và cụ thể hóa các văn bản quy định của Trung ương, của tỉnh về công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực, áp dụng vào điều kiện thực tế của địa phương. Thứ hai thì căn cứ vào các quy định của Trung ương và của tỉnh thì thành phố cũng đã thực hiện các giải pháp để đẩy mạnh công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực. Và thứ ba nữa là đẩy mạnh cơ quan ủy ban kiểm tra các cấp của thành phố cũng như là các cơ quan nội chính của thành phố, đẩy mạnh công tác điều tra, truy tố xét xử, đảm bảo nhanh nhất, đúng người, đúng việc và nâng cao chất lượng công tác điều tra, truy tố xét xử. Rồi qua đó đã nâng cao được ý thức, trách nhiệm của các tổ chức cơ sở đảng cũng như là các đảng viên và hệ thống cán bộ công chức viên chức của thành phố. Trong các nhiệm vụ được nêu ra tại nghị quyết, nhiệm vụ đầu tiên cần thực hiện đó là tập trung tuyên truyền, phổ biến, quán triệt, triển khai và cụ thể hóa quan điểm của Đảng, cơ chế chính sách pháp luật của nhà nước về công tác nội chính và phòng chống tham nhũng lãng phí. Đây cũng là cơ sở để đảng viên, cán bộ, công chức nắm được các quy định của pháp luật về công tác nội chính, phòng chống tham nhũng lãng phí, từ đó đề cao tính tiên phong, gương mẫu của từng cán bộ đảng viên trong đấu tranh phòng chống các biểu hiện trên. Một trong những nhiệm vụ trọng tâm khác được đề ra trong nghị quyết đó là nâng cao chất lượng hoạt động của các cơ quan bảo vệ pháp luật trong công tác điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án. Với vai trò thực hiện chức năng, thực hành quyền công tố, kiểm soát hoạt động tư pháp, công tác đấu tranh phòng chống tiêu cực, tham nhũng được Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố thực hiện rõ nét. Trong 2 tháng đầu năm 2022, Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố đã thực hiện quyền công tố, kiểm sát, tiếp nhận, giải quyết 27 tin báo, kiểm sát điều tra 57 vụ việc với 62 bị can, truy tố 15 vụ với 17 bị can, đảm bảo việc phê chuẩn khởi tố bị can, áp dụng biện pháp ngăn chặn đúng căn cứ, không xảy ra oan sai. Các quyết định đình chỉ vụ án, bị can có căn cứ đúng quy định của pháp luật. Là người đứng đầu chi bộ, cơ quan, tôi không chỉ tập trung đấu tranh phòng chống tham nhũng trong lĩnh vực kinh tế, mà quan trọng hơn là phải chống tiêu cực trong cả lĩnh vực tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống. Bởi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống dẫn đến tiêu cực và tham nhũng. Để làm tốt công tác này thì chi bộ, Viện Kiểm sát luôn quan tâm triển khai thực hiện kịp thời các nghị quyết, chương trình, kế hoạch của tỉnh ủy, của thành ủy và của ngành dọc về công tác nội chính, phòng chống tham nhũng tiêu cực, chỉ đạo xây dựng kế hoạch công tác kiểm sát hoạt động tư pháp trên tất cả các lĩnh vực, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng để xử lý kịp thời các tin báo tố giác tội phạm, kiến nghị về tham nhũng, xây dựng kế hoạch và thực hiện nghiêm quy chế dân chủ cơ sở, công khai minh bạch trong mọi hoạt động của chi bộ và chính quyền, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, thực hiện nhiệm vụ đối với cán bộ, công chức và người lao động trong đơn vị, nắm chắc tâm, tư tưởng, đạo đức, lối sống của cán bộ để có giải pháp quản lý cho phù hợp.
Thực hiện kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên về công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực năm 2022 trên địa bàn tỉnh, Ủy ban nhân dân thành phố ban hành kế hoạch số 190 về công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực năm 2022 trên địa bàn thành phố với 4 nội dung cụ thể. Đầu năm 2022 thì thực hiện kế hoạch số 181 của Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên, thanh tra thành phố cũng đã tham mưu cho Ủy ban nhân dân thành phố ban hành kế hoạch số 190 về công tác phòng chống tham nhũng năm 2022 trên địa bàn thành phố. Theo đó thì yêu cầu thủ trưởng các cơ quan đơn vị trực thuộc thành phố, chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã phường, lãnh đạo tổ chức quán triệt triển khai thực hiện đầy đủ, nghiêm túc các quy định của pháp luật, các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh, của thành phố về công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực. Về thực hiện các cái giải pháp phòng ngừa tham nhũng tiêu cực thì phải thực hiện công khai, minh bạch trong tổ chức và hoạt động của các cơ quan, tổ chức, đơn vị, thường xuyên chủ động giám sát việc thực hiện nhiệm vụ công vụ của cán bộ, công chức, viên chức, triển khai việc kê khai, thực hiện minh bạch tài sản thu nhập và kiểm soát tài sản thu nhập của người có chức vụ quyền hạn. Tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả kế hoạch số 1351 của Ủy ban nhân dân thành phố về thực hiện nghị quyết số 06 của Ban chấp hành Đảng bộ thành phố về nâng cao năng lực lãnh đạo của chính quyền các cấp, tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính, đạo đức công vụ, đẩy mạnh cải cách hành chính, đồng thời phải nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu trong việc phòng ngừa, phát hiện và xử lý người có hành vi tham nhũng. Để tiếp tục thực hiện tốt thì công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực trong thời gian tới thì Thành ủy cũng đã xác định những cái nội dung, nhiệm vụ trọng tâm cần phải tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện. Đó là chúng tôi sẽ tiếp tục nghiên cứu và triển khai cụ thể hóa các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực, đảm bảo phù hợp với lại cái điều kiện thực tế. Cùng với đó là chúng tôi sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực từ thành phố tới cơ sở. Nội dung thứ hai là chúng tôi sẽ tiếp tục đẩy mạnh cái công tác công khai minh bạch về công tác cán bộ. Thứ ba là tăng cường cái công tác kiểm tra giám sát của các cấp ủy tổ chức đảng. Tiếp theo nó thì chúng tôi sẽ tiếp tục đẩy mạnh về cái công tác tổ chức bộ máy cũng như là công tác cán bộ, đồng thời tăng cường cái công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ cả về lý luận chính trị, đạo đức công vụ và trình độ chuyên môn nghiệp vụ, đảm bảo cán bộ công chức viên chức là với tinh thần là phục vụ là chính và lấy người dân làm trung tâm để giải quyết các công việc, tăng cường cái công tác cải cách thủ tục hành chính và tạo mọi cái điều kiện thuận lợi nhất cho người dân đến giao dịch và làm việc. Nội dung tiếp theo là chúng tôi sẽ đẩy mạnh và phát huy cái vai trò của mặt phản biện, của Mặt trận Tổ quốc cũng như các tổ chức chính trị xã hội trong giám sát phản biện các cái công tác tổ chức triển khai thực hiện của các cơ quan khối chính quyền trong công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực. Có thể khẳng định, sự lãnh đạo của Đảng và quản lý của nhà nước là nhân tố quyết định thành công của công tác phòng chống tham nhũng lãng phí. Trên cơ sở các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Thành ủy, Ủy ban nhân dân thành phố và từng đơn vị, mỗi cán bộ, công chức và người lao động tiếp tục quyết tâm đóng góp tích cực và hiệu quả hơn nữa cho cấp ủy địa phương về công tác xây dựng Đảng. Kiên quyết không để xảy ra tiêu cực, tham nhũng, lãng phí, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội tại địa phương. Thưa quý vị, thưa các bạn, thời gian qua, công tác tuyển gọi công dân nhập ngũ được Đảng bộ, chính quyền thành phố Điện Biên Phủ xác định là nhiệm vụ trọng tâm và có sự chung tay của các tổ chức chính trị xã hội. Năm 2022, công tác tuyển gọi công dân nhập ngũ tiếp tục được thành phố Điện Biên Phủ thực hiện tốt, đảm bảo về cả số lượng và chất lượng. Em là Văn Long, sinh năm 2002. Tại bản Him Lam 2, phường Him Lam, có hoàn cảnh gia đình khó khăn, nên học xong cấp 3, Long đi làm thuê để phụ giúp gia đình. Được sự động viên của chính quyền địa phương và đặc biệt là từ bố mẹ, Long quyết tâm lên đường thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng với Tổ quốc. Cũng giống như Long, em Vũ Đình Tuấn ở tổ dân phố 4, phường Mường Thanh, sinh năm 2003, vừa tốt nghiệp trung học phổ thông.
Với mong muốn của tuổi trẻ, muốn rèn luyện để trưởng thành hơn, nên em đã tình nguyện đăng ký đi nghĩa vụ. Trong năm 2021, tôi có tham gia kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia. Tôi có nguyện vọng là sẽ tham gia vào lực lượng cảnh sát nhân dân. Do thiếu một ít điểm cho nên tôi đã không thể hoàn thành được mong ước của mình. Cho nên tôi đã nuôi hy vọng đấy bằng việc tham gia vào kỳ tuyển nghĩa vụ của ngành. Khi vào đó tôi sẽ hoàn thành tốt những nhiệm vụ mà đơn vị đã đề ra trong cuộc huấn luyện, và tôi sẽ chuẩn bị thật kỹ những hành trang cần thiết về lượng kiến thức để có thể hoàn thành tốt mục tiêu của mình đã đề ra. Trong đợt giao quân vừa qua, phường Thanh Trường có 4 thanh niên ưu tú tham gia nhập ngũ, trong đó có 2 thanh niên thực hiện nghĩa vụ quân sự, 2 thanh niên thực hiện nghĩa vụ công an. Chúng tôi là thanh niên sinh ra và lớn lên trong hòa bình, sống dưới chế độ xã hội chủ nghĩa, được học tập và thừa hưởng thành quả cách mạng mà lớp cha anh đã chiến đấu, anh dũng quên mình để bảo vệ Tổ quốc, là người chiến sĩ đứng trong hàng ngũ quân đội nhân dân Việt Nam, làm nghĩa vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, được thực hiện quyền lợi và trách nhiệm, nghĩa vụ thiêng liêng của mỗi thanh niên. Tôi xin hứa sẽ cố gắng rèn luyện học tập, huấn luyện giỏi, chấp hành nghiêm nghĩa vụ quân đội, luôn hoàn thành các nhiệm vụ được giao, tuyệt đối không thoái thác trách nhiệm, đào ngũ. Nguyện noi gương các thế hệ cha anh đi trước, phát huy truyền thống Điện Biên Phủ anh hùng, phấn đấu tu dưỡng phẩm chất đạo đức, xứng đáng anh bộ đội Cụ Hồ, góp sức trẻ xây dựng quê hương đất nước, ra sức rèn luyện để không phụ lòng dưỡng dục của cha mẹ, sự quan tâm của các đảng ủy chính quyền. Thực hiện kế hoạch tuyển nghĩa vụ quân sự năm 2022 của Ủy ban Nhân dân thành phố Điện Biên Phủ, qua khám tuyển, tôi đã sàng lọc trên 10 người, tuyển chọn được 4 đồng chí chính thức để tham gia nhập ngũ năm 2022, đạt chỉ tiêu kế hoạch của Ủy ban thành phố giao. Đồng thời, trước khi các đồng chí tham gia chuẩn bị lên đường nhập ngũ, thì Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự phường cũng như Thường trực Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, các đoàn thể, chúng tôi đã tổ chức thăm gặp, chia tay, động viên, trao quà cho các cháu, động viên tinh thần để các cháu trước khi lên đường tham gia nghĩa vụ quân sự nhập ngũ năm 2022 hoàn thành tốt những nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước giao. Năm 2022, khắc phục mọi khó khăn về nguồn tuyển nghĩa vụ quân sự và ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, thành phố đã tích cực chủ động thực hiện nhiều biện pháp nâng cao chất lượng công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ. Thành phố đã làm tốt công tác tuyên truyền tới nhân dân, nhất là công dân trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ, nhằm nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của công tác tuyển quân, ý thức trách nhiệm, nghĩa vụ thực hiện nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc. Một số xã phường đã biên dịch ra ngôn ngữ dân tộc thiểu số như Thái, Mông để người dân dễ tiếp cận và nắm vững các luật định. Năm 2022, thành phố Điện Biên Phủ có 104 tân binh lên đường nhập ngũ, tăng 17 chỉ tiêu so với năm 2021, trong đó có 39 thanh niên thực hiện nghĩa vụ công an, 65 thanh niên thực hiện nghĩa vụ quân sự. Các thanh niên được tuyển chọn lên đường nhập ngũ ở thành phố Điện Biên Phủ có độ tuổi từ 18 đến 27. 100% thanh niên nhập ngũ đợt này có phẩm chất đạo đức và sức khỏe tốt, có trình độ văn hóa từ lớp 8 trở lên. Các tân binh được giao cho 5 đơn vị, gồm Trung đoàn Bộ binh 82, Trung đoàn 741 Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Trung đoàn Huấn luyện Công an tỉnh, Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động, Cục Cảnh sát Quản lý Trại giam. Tình hình dịch bệnh COVID-19 cũng diễn biến phức tạp, ảnh hưởng rất lớn đến trong công tác tuyển quân của thành phố. Nhưng với sự vào cuộc của hệ thống chính trị cũng như cơ quan thường trực của Ban Chỉ huy Quân sự thành phố, chúng tôi đã tham mưu cho thành phố, Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự thành phố tổ chức ban hành các cái quyết định, các cái kế hoạch và tổ chức tuyên truyền giáo dục cho người dân cũng như công dân đến tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự. Đấy. Cái thứ hai là quản lý chặt chẽ nguồn sẵn sàng nhập ngũ tại địa phương, qua đó công tác sơ tuyển, khám tuyển chặt chẽ. Kết quả tuyển quân của năm 2022 đạt được tương đối khả quan so với năm 2021, về tất cả các chỉ tiêu đều vượt từ 5 đến 7% như về trình độ văn hóa, sức khỏe. Bên cạnh đó thì hiện nay đánh giá về công tác tuyển quân của năm 2022 thì cơ bản đã hoàn thành. Với tinh thần nhiệt huyết của tuổi trẻ và trách nhiệm thiêng liêng đối với Tổ quốc,
những thanh niên lên đường nhập ngũ đợt này đều mang trong lòng tâm nguyện sẽ nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và quân đội giao phó. Trang truyền hình cơ sở của Trung tâm Văn hóa Truyền thanh Truyền hình thành phố Điện Biên Phủ đến đây cũng xin được tạm dừng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi chương trình.